Chị cho em biết tên của chị ha. Chị là Nguyễn Thị Hằng em. Chị Hằng là ở đâu chị Hằng ha? Chị đã đang sinh sống ở Kon Tum em, thành phố À, Kon Kon Tum. Tum. Dạ. Hôm nay chị Hằng kết nối là để kiếm ai ạ? Chị kiếm hai bà cô cho ba đó ở bên nội á, hai bà cô bên nội. Dạ. Rồi chị Hằng có thể ngồi thụt lùi cho em một chút xíu, nó hơi sát quá đó, nó bị cắt cái mặt. Được chưa Rồi, em? ok, rồi. Rồi hai bà cô Nha. thất lạc nhau trong cái trường hợp như thế nào chị? Hai bà cô chị là Nguyễn Thị Phúc và Nguyễn Thị Sương là thất lạc vào tháng 10 1954. Dạ. Nguyễn Thị Phúc và Nguyễn Thị gì? Bà Nguyễn Thị Sương. Dạ. À, sinh năm mấy? Không không có năm sinh em không nhớ năm sinh, từ vì ba chị viết thư lại là không có đề năm sinh. Dạ. Thất lạc năm 1954. Đúng rồi. Dạ, rồi cái quá trình thất lạc nhau là lý do ra sao chị? Địa điểm thất lạc là ở Chắc Băng, tỉnh Cà Mau. À. Rồi cái lý do thất lạc là sao chị? Là câu chuyện là tháng tháng 10 năm 1954 là ba chị là Nguyễn Văn Giác, là anh ruột của cô Nguyễn Thị Phúc và Nguyễn Thị Sương là đi tập kết ra Bắc, nên là hai anh em thất lạc từ đó. À, vậy là ba chị là tập kết ra Bắc, còn hai cô thì vẫn còn ở dưới Cà Mau. Không, có nghĩa là có mình cái năm năm tư là có mình cô Phúc thôi, mình cô Phúc là tiễn đưa ra ra chắc xuống Cà Mau Chắc Băng là tiễn ba chị đi tập kết thôi, là cái hồi là ba chị đi tập kết là ông bà nội chưa đẻ thêm cô Sương, chưa đẻ thêm cái cô Sương đó. À, vậy là cô Phúc thời điểm đó là khoảng bao nhiêu tuổi? Chị cũng không không ba cũng viết thư lại là năm 89 là ba viết thư lại để lại, thì năm 90 là ba mất rồi, là ba không có ghi cái năm sinh của cô Phúc nên chị không có biết. Dạ, nếu mà tính theo từ năm 54 đến nay là 69 năm rồi. 69 coi như là 70 năm. 70 năm thì nếu vậy thì cô Phúc có khả năng thì để tìm cô Phúc là nó rất là thấp. Mà có thể là cô Sương đó thì có nghe được câu chuyện này thì cô Sương có thể là cái cơ hội kiếm cô Sương thì nó cao hơn. Dạ, tại vì là ba đi tập kết là nhà là ông bà nội sinh thêm là đặt cô Sương. Dạ. 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 Vậy là hai cô là quê ở Cà Mau. Không, Ở dưới Cà Mau. Ừ. có nghĩa là có mình cô Phúc thôi, có mình cô Phúc là đi tiễn với bà nội, đi tiễn ba là năm 54 là tiễn ba là đi xuống tàu đi ra tập kết ra Bắc thôi. Dạ. Dạ. Thì vậy đương nhiên là đồng nghĩa với cô Sương khi sinh ra cũng sinh ra ở Cà Mau hay là sinh ra ở đâu? Không, cô Sương là sinh ra là họ ba là sinh là hộ ba Vĩnh Hội Sài Gòn, nơi sinh của ba là hộ ba Vĩnh Hội Sài Gòn, Dạ. là cô Phúc cũng sinh ở đó luôn. Dạ. Nhưng mà Dạ chỉ có cái khi mà tập kết thì mới tiện đi từ Cà Mau thôi. dạ đúng rồi, là thất lạc là anh em thất lạc từ đó là năm năm tháng tháng 10 năm 54 Dạ. là ba chị có về, là sau ngày giải phóng miền Nam á Dạ. là ba có về tìm 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 lại gia đình á, Dạ. nhưng mà ba gặp mà gặp mà à à chú Ngân là bà ông Ngân ông Mười Ngân á, là dẫn đến nhà bà ba ở bến Vân Đồn, ở bến Vân Đồn Lý Nhơn đó, là thì cái bà có trao lại tấm hình của bà Phúc với lại con của bà ấy, là nói nếu mà anh tôi sau này anh tôi còn sống mà về thì bà trao lại tấm hình của anh tôi và con tôi cho anh tôi, nhưng mà lại không có địa chỉ. Dạ, yeah. Không có Dạ địa và chỉ. ba dạ đúng rồi, và ba có về Gò Công Tiền Giang là gặp bác Tư Tấn, thì bác Tư Tấn có nói lại là ngày ba đi đi tập kết là bà nội là có sinh tên bà đặt tên là cô Sương À, đó, chị Sương. rồi bác Tư Tấn đó là quan hệ như thế nào với gia đình mình? Bác Tư Tấn là ba hồi ba nói chuyện là bác Tư Tấn là con người cậu thứ bảy. Dạ. dạ Vậy dạ còn đó còn ở Gò Công là liên quan gì với gia đình của cô Sương cô Phúc? thì ở đó, ở dưới đó là quê quán là của ông của ba là Long Vĩnh Hữu Gò Công Tiền Giang, Gò Công Tây, ở Gò Công Tây Tiền Giang. À, quê quán ở dưới đó. Rồi sau Dạ đó thì quê lên lại ba mẹ thì sinh ở Sài Gòn. quán dạ
là ông bà nội lên làm việc vào quận 4 là ở hộ ba Vĩnh Hội Sài Gòn. Vậy À, theo đó. theo chị đó, theo chị thì cô Sương thì sẽ được sinh ra ở đâu? Cô Sương cũng sinh với ở hộ ba Vĩnh Hội Sài Gòn với ba luôn, tại vì là ba kể là hồi xưa là ba với lại cô là hai ra cái cầu Thị Nghè tắm á, tắm cánh nhau ở đó, Sương cái ra bênh ba không à. Đó, cô Sương tội. Cô Phúc, có đâu cô Phúc chồng cô Sương, cô Phúc. Cô Phúc, Dạ, cô cô Sương chị. thì sau này mới sinh. Đấy, ba không biết, nói chung là ba cũng không biết năm sinh mà cũng không biết là cô mặt mũi cô như thế nào. Rồi em hiểu được cái khúc đó rồi. Bây giờ chị cho em xin cái thông tin của ba mẹ đó, ba mẹ tức là ông bà của chị á. Dạ, ông bà nội, ông nội là Nguyễn Văn Thuận. Nguyễn Văn Thuận. Dạ, ông thân nội là Nguyễn Văn Thuận. Còn mẹ. Dạ, bà nội là Nguyễn Thị Biện. Rồi trong gia đình thì sinh ra được ba chị là ba chị tên gì? À, ba là Nguyễn Văn Giác. Nguyễn Tam Giác hả? Nguyễn Văn Giác. À, Nguyễn Văn Giác, tưởng là Nguyễn Tam Giác. Nguyễn Văn Nguyễn Văn Giác á. Rồi trong gia đình thì ngoài ba ra thì có cô Phúc, rồi có cô Sương, rồi có ai nữa? Dạ vậy thôi ạ. À. Là À chị. ba viết cái thư là dạ, cho nên 3 năm 89 là ba viết cái thư là có nghĩa là nhắc nhở cho con cháu để đi kiếm nguồn gốc cội nguồn nhà mình á, là năm 90 là ba mất. Mà đây chị cũng đăng đăng cái báo báo Vietnamnet năm 2000 đấy. Thì là năm 2000 chị cũng đăng báo Vietnamnet nhưng mà không kiếm được. Xong rồi cái thời gian đó là cũng bẵng đi một thời gian lâu do ông xã chị mất á. Ông xã chị mất 2002. Là chị cũng mắc các cháu còn nhỏ quá nên là cũng phải bo bơi chải lo cho các cháu đó. Thế bây giờ là mấy chị em bạn kiếm cô thì cũng tính đăng lên cái cơ chương trình như hề có cuộc chia ly đấy. Thế là chị xem cái kênh của chị hay quá là chị đăng ký kênh Tuấn Vĩ chị xem suốt vậy đó. Thì cái câu chuyện của chị đó thì em thấy cũng có cơ hội để kiếm cô Sương. Có cơ hội để kiếm cô Sương. Điều quan trọng nhất đó là có duyên để cho các cô có xem được cái câu chuyện này hay không. Đó là cái điều quan trọng nhất. Còn tuy nhiên khi mà đã xem được câu chuyện này thì sẽ nhận ra người trong gia đình ngay, bởi vì là có tên tất cả những người trong gia đình. À, Tuấn Vĩ, chị nói thêm Tuấn Vĩ này nghe, là ba chị nói là ba chị có về mình là về Gò Công Tiền Giang đó chỗ bác Dương Tấn đó, là bác có nói chuyện là cô Phúc là có lấy chồng vì chồng bất mãn chồng nghiện xì ke đấy nên là cô bỏ bỏ là cô có lấy là chồng là người Mỹ là cấp bậc trung tá đóng ở Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ ở Đà Nẵng á, chú Tấn Vĩ. Vậy sau này sao không tìm đến chỗ bác Tư Tấn để hỏi thêm? Tại vì cái năm cái lâu rồi không biết năm tám 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 sáu tám bảy thì đó là ba chị có còn sống là ba chị cũng có rớt về một lần nhưng mà giờ lâu quá mấy chục năm thì chị cũng không nhớ nữa, không biết là bác cái còn như thế nào, cũng không biết là như thế nào. Có em có đi tìm mà không không được. Nếu vậy thì theo chị bây giờ nếu tìm được gia đình bên bác Tư Tấn thì có thể kiếm ra cô Sương không? Không hả? Hôm bữa em đi kiếm đâu có kiếm được bác Tư Tấn Vậy đâu. hả? À, con em gái của chị nó cũng nói là bữa trước là cũng cũng đi kiếm một lần nhưng mà không kiếm ra được, không biết. Có nghĩa là kiếm được gia bên gia đình bác Tư Tấn nhưng mà hỏi không ra. Ủa sân thi này giờ nó có nhỏ thì thôi được rồi chị Hai nói được không chị biết Tưởng là thất lạc cả bác Tư Tấn luôn, thì bây giờ lên cộng đồng xem nếu có thể ai biết được về về bên tung tích bác Tư Tấn thì sẽ hỏi ra tung tích của cô Sương. Nhưng mà đã gặp bác Tư Tấn rồi nhưng mà bác Tư Tấn cũng không biết thì không cần khai thác bên từ bác Tư Tấn nữa. biết từ cho ba, nếu mà đã biết thì bác Tư Tấn đã nói cho ba biết rồi, Đúng rồi, À con đó tại ba có rồi về thì bác rồi nên là dạ ba chỉ đi mấy chục năm á Tuấn Vĩ, cho nên là ba về ba cũng buồn lắm dạ là đi gia đình, nhưng bây giờ là bây giờ chị em chị là bây giờ chẳng có ai hết á, giờ bên nội bên ngoại nó mất hết rồi còn có mấy chị em mà giờ chị dạ cũng muốn là về cội nguồn đó, ông bà tổ tiên là biết ông bà nội đâu đó. thế là kiếm được cho ba ở dưới Đúng suối rồi. vàng cũng ba cho ba vui và khoảng đó tiền mà. Thật ra thì câu chuyện này ấy là ông nội bà nội chỉ có được một mình ba chị là con trai thôi đúng không? Đúng rồi. Mà cuối cùng thì cuối cùng thất lạc nhau thì
cũng cũng là đáng buồn. Cho nên Đúng nếu rồi. ví dụ như mà kiếm ra được cô Sương thì đương nhiên là sẽ kiếm ra được bên nội ha chị ha. Dạ, thì gia đình mấy chị em cứ muốn là cầu mong làm sao để kiếm được bên nội mình để biết mồ mả cội nguồn của ông bà nội mình ở đâu như thế nào đấy. Dạ Vì dạ. mẹ chị là quê ở Nam Định, là ba chị tập kết ra Bắc là lấy mẹ chị giải phóng năm 75 cái là vào đấy hết. Nên Dạ. là chị Bắc nhưng mà hai đứa em sinh trong này thì nói tiếng Sài Gòn hết. Dạ. Cho nên Rồi. là chị vẫn nói tiếng ở Bắc. Dạ. Rồi em nắm được cái nội dung câu chuyện rồi, rồi để em cập nhật lên cộng đồng. Rồi hy vọng là có ai biết thì người ta sẽ chỉ cho mình, hoặc là có duyên ấy, thì là cô Sương có nghe được câu chuyện này ấy, thì là ai lên tiếng em báo cho chị hay nha. Dạ, thì nói chung là gia đình chị cũng cũng cảm ơn kênh của Tư Thủy rất là nhiều. Là chị cũng cảm ơn cộng đồng mạng, bà con, ông bà, chú bác, cộng đồng mạng rất là nhiều. Rồi gia đình chị cũng xin hậu tạ và cảm ơn những ai mà kiếm được cô đó, thì gia đình xin hậu tạ 40 triệu. Và chị cũng có chút quà nhỏ để gửi cho kênh của Tuấn Vĩ đó, để Tuấn Dạ. Vĩ làm từ thiện, có nghĩa là Tuấn Vĩ đi giúp những hoàn cảnh khó khăn này, rồi những trường hợp mà dụ như là những người khó, không có cái chi phí đấy, là Dạ. để chi để cho đi xét nghiệm ADN đấy, là Tuấn Dạ. Vĩ để có cái chi phí đó để giúp cho những cái hoàn cảnh đấy, là 10 Dạ. triệu là Dạ. cho kênh Vĩ, là chị cũng rất Rồi. là cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị đã có lòng nha. Rồi sau kiếm được người là trên hết chị. Rồi để hy vọng là kiếm được cô Sương. Rồi rồi con cháu của cô Phúc. Dạ đúng rồi, Dạ. dạ đúng rồi, dạ Rồi có thì ai cũng nhờ biết rồi có gì rồi em báo chị hay. dạ rồi Dạ Tuấn rồi. Vĩ đưa cô chị với nha, Dạ rồi dạ rồi. giờ chị gửi cái hình của cô chị sang cho Tuấn Vĩ, mới có cần cái hình của ba chị không, Dạ có chị, có cái gì thì chị rồi cứ gửi rồi qua về nha đừng chị nha. chị ba chị gửi ra rồi Dạ dạ. Rồi bye bye chị. rồi bye bye Rồi. Tuấn Vĩ, cảm Dạ ơn Tuấn Vĩ nhiều nha. dạ dạ dạ. Dạ chị tên Dạ chị gì và ở tên đâu gì chị và ở đâu ha? chị ha? À, chị tên là Khanh, chị ở Bắc Giang. À ở Bắc Giang. Ở Bắc Giang. Dạ. À. Rồi hình như Rồi hôm hình như nay hôm nay chị chị Khanh có báo cho có báo cho em em cái cái việc mà việc mà có cô ở có Trung cô Quốc ở hay Trung sao đó Quốc phải hay không? sao đó không? Phải đấy. Dạ, Dạ, cái câu chuyện cái ra câu sao chuyện chị? ra sao chị? Chị ngày xưa chị đi sang đấy thì đã thấy người ta ở đấy rồi. Người ta câm, không biết nói mà cũng không biết nghe em ạ. Thế thì chị mới bảo về nhà, thì nó bảo nó lắc đầu nó không bao giờ về được. Thì sang đấy ở bên đấy hoàn cảnh khổ lắm em ạ. Bởi vì là lấy cái ông này là vợ chết, có hai đứa con, một đứa con trai đứa con gái. Xong thì cái người này cứ có chửa thì nó không cho đẻ, nó bắt cho ra. Thế bây giờ thì con cái người ta lấy vợ lấy chồng hết rồi, cháu lớn rồi. Thế thế nhưng mà kiểu nhiều những lúc nó khổ quá, nó cứ đến nhà chị nó khóc. Đấy. Thế nhưng mà mình là người biết nói, người ta không biết nói cũng không biết làm thế nào. Thì ấy thôi chứ còn cũng không biết làm thế nào. Vậy là hồi Vậy là xưa là hồi chị xưa là ở chị bên Trung ở Quốc. bên Trung Quốc. Chị ở bên Trung Quốc, chị ở Khớ Bảy, Hán Đan. Tỉnh nào Tỉnh chị? nào chị? Tỉnh Bắc Kinh đấy em. Ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh. Đầu đầu tỉnh Bắc Kinh. Vậy cái trường Vậy hợp cái trường hợp mà mà chị chị muốn thông muốn báo thông đây đó, báo đây đó, có biết chị có đó biết tên chị gì đó tên không? gì không? Chị không biết. Bởi vì người ta câm, mình cũng không 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 nhà mình không có người câm, cho nên là cũng không biết nó tên gì, mà nó cũng không biết chữ, mà nó cũng lại cũng không biết ấy em ạ. Không biết cái gì. Dạ, chỉ có Thế hình ảnh thì thôi ha, nhận chỉ có dạng có hình hình ảnh ảnh. thôi. Mà bây giờ người đấy độ khoảng từ 38 40 giờ lên gì đấy, 50 giờ xuống em ạ. Nhưng mà lúc đi ấy, thì là cũng phải 20 tuổi trở ra rồi. Đấy. Bởi vì cái ảnh mà chị gửi cho em đấy là cái ảnh đấy là chụp một thời gian mới đi đấy, chắc là nhà người ta cũng có đấy. Vậy chị có Vậy nghi chị ngờ có là nghi lý ngờ do gì là mà cái lý người do đó thất gì lạc mà qua thất bên kia lạc qua không? bên kia không? Không em ạ. Có nghi ngờ bị Nghi người ngờ ta bị bắt người ta hay bắt là hay là bị ra sao? không không biết chị, bởi vì là thì thỉnh thoảng đến nhà chị chơi thôi. Chứ còn cái này thì hỏi thì chị lại cũng không biết phiên dịch em ạ. Thế nhưng mà nhiều những lúc kiểu mà chồng hay con đối xử không tốt thì lại đến chỗ chị khóc thế thôi, chứ còn thì
không 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 giao dịch được em ạ. Cũng biết là bác bắn cho chị là đây Bác Hồ, cũng biết bắn Bác Hồ, bắn tiền Việt Nam ra cho chị xem đấy, thì chị cũng bảo về nhà thì cứ lắc đầu là không về được đấy. Thế thì em nhờ Vĩ xem là em xem như thế nào giúp đỡ cho người ta em ạ. Còn địa chỉ nhà người ta thì chị có. Cái vấn đề Còn là bây bây giờ thì giờ thường hàng ngày thì nói chuyện với chị thì bằng vây xin của Trung Quốc. Chị có. Đấy thì nhờ em giúp đỡ cho người ta. Còn thì có nhà người ta thì mới biết thôi, chứ còn mình cũng không biết, bởi vì mình không ở với người câm cho nên cũng không biết em ạ. Đấy thì em xem em giúp đỡ cho người ta nhé. Còn những thông tin gì mà đường cái đi lại hay như thế nào thì chị khác ấy, khác khác giúp đỡ. Rồi cũng Rồi hy cũng vọng hy là vọng sau là khi sau cập khi nhật cập lên nhật thì lên gia thì đình gia nhìn đình cái hình nhìn ảnh cái hình đó ảnh đó rồi sẽ rồi nhận sẽ diện nhận ra. diện ra. Đúng rồi đấy, chị nghĩ là như thế, bởi vì là cái mạng của em nó lan tỏa nhiều. Còn nếu ví Còn dụ nếu ví như dụ mà bây như mà giờ mà bây giờ gia mà đình gia nhận đình diện nhận được diện được thì chị thì chị kết nối được kết với nối chị được đó với đúng chị không? đó đúng không? Kết nối được em, bởi vì là nó có số điện thoại, nó lại có vây vây kiểu mà nó có cái mạng của Trung Quốc với chị đấy. Đấy em ạ. Rồi Kết có nối liên được. hệ Có với liên chị. hệ với chị. Bây giờ kiểu hàng ngày làm gì là hay quay cho chị xem. Đấy nó là như thế, nhưng mà chị nghĩ là khổ, bởi vì ở với người ta đấy, người ta có vợ có con, đối xử mới nó không tốt, chị nghĩ quá khổ em ạ. Như là một người kiểu mà làm công trong gia đình kiểu không có lương em ạ. Nhưng người này chị nói cho em biết nhá, người này ấy câm như rất thông minh, cái gì cũng biết làm. Làm hết việc nhà lại đi làm thuê, đi tàu đi xe. Nhưng bây giờ chị nói cho em nghe là kiểu ngày xưa sang đấy thì vợ người ta chết, xong rồi nó lấy cái chứng minh thư của vợ nó làm chứng minh thư cho cái cô này. Đấy nó là như thế. Và chắc cũng Và chắc nghi cũng nghĩ là là bị người ta bị người dụ ta bán qua dụ bên bán kia qua chị bên ha. kia chị ha. Chắc thế, chị cũng nghĩ là như thế đấy em. Thế Chị nhưng mà nhiều lượt chị bảo là đi theo chị về thì nó bảo không đi được. Đi như thế cái thằng chồng nó đến đánh chị chết, nó bảo thế. Đấy thế cho nên là chị xem kênh của em nhiều, cho nên chị nhờ em là xem giúp đỡ được cho người ta để về mấy gia đình quê hương, bởi vì ở bên đấy người ta không có con, không có ai để nương tựa em ạ. Quá khổ đấy, chị thấy nó quá khổ đấy em ạ. Khổ quá đấy. Thế thì nhờ em nhá, Vĩ nhá. Vâng chị. Thế nhá, chào Vĩ nhá. Rồi, chào Rồi, chị. chào chị.